từ công ty Vĩnh Phước. Và qua đây công ty Vĩnh Phước muốn gửi lời cảm ơn đến cô Căn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Vĩnh Hoàng và ban lãnh đạo. Cô là người thuyền trưởng đã có công đèo lái công ty Vĩnh Hoàng đi đến thành công như hôm nay. Lời bài hát cũng là lời chúc mừng đến cô là một trong hai nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á trong năm 2020. Và sau đây bài hát xin phép bắt đầu. Và tiếp tục chương trình tiếp theo. Và tiếp tục chương trình tiếp theo là ca khúc Những chiến binh bằng lặng của Hồ Lý Nhất Tượng.